Vào ngày 19 tháng 11, Trường Trung học Cơ sở Thanh Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường giai đoạn 1992-2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương, các đồng chí nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo và học sinh qua các thời kỳ, đại diện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cùng thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Thanh Nguyên. Trường Trung học Cơ sở Thanh Nguyên trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, không ngừng vươn lên, ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò của mình. Những năm qua, nhà trường luôn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, kết hợp dạy chữ với dạy người, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, giá trị đạo đức cho học sinh, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực sư phạm, ứng xử đạo đức cho đội ngũ giáo viên, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, trong 5 năm qua, nhà trường 3 lần đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 1 năm đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tỷ lệ học sinh hàng năm xếp loại khá giỏi chiếm 30%, thi đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trúng tuyển vào trung học phổ thông đạt 70%. Có 1 học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia, 14 học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, 116 em học giỏi cấp huyện. Với sự cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, năm 2018, Trường Trung học Cơ sở Thanh Nguyên đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng mức độ 3. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao những thành tích mà Trường Trung học Cơ sở Thanh Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị tập thể thầy và trò nhà trường cần tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường các hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội, tích cực tham mưu cho các cấp các ngành nhằm tăng cường đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí cũng mong muốn các thầy cô giáo không ngừng trau dồi rèn luyện, hết lòng, hết trách nhiệm với nghề, với trường, với học sinh. Các em học sinh cần phải tư duy nhiều hơn nữa, phản biện nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn trong học tập, vươn lên để học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.